Long An và Cà Mau là hai tỉnh mới nhất công bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng vì hạn hán và nhiễm mặn. Chính quyền tỉnh Long An ngày 17 tháng 4 công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4, độ rủi ro rất lớn, trong lúc hơn 20.000 người dân tại các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ bị thiếu nước sinh hoạt, trong khi nước mặn xâm nhập sâu vào hệ thống sông Vàm Cỏ. Nước mặn xâm nhập sâu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 km đến hơn 80 km và dự báo độ mặn 4 phần ngàn còn vào sâu hai sông này khoảng 90 tới 110 km trong thời gian tới, theo trang tin VN Express. Tình trạng khô hạn đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau cạn nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã công bố khẩn cấp hàng hán cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh hôm 15 tháng 4. Trước đó, tỉnh Tiền Giang đã công bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 6 tháng 4. Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với hiện tượng xâm nhập mặn hàng năm, nhưng thời tiết nắng nóng gây gắt hơn và mực nước biển dâng cao, cả hai được nói là do biến đổi khí hậu, đang làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn. Nghiên cứu được công bố vào tháng trước của Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp lương thực và sinh kế cho hàng chục triệu người, đối mặt với thiệt hại mùa màng gần 3 tỷ đô la một năm do nước mặn xâm nhập. Theo nghiên cứu, Khoảng 80.000 hectare trang trại trồng lúa và trái cây có thể bị ảnh hưởng do nhiễm mặn.